Vụ Hương Giang Idol, fan mù quáng còn dân mạng thiếu văn hóa. Sau scandal Hương Giang Idol xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, mọi người lại tiếp tục tranh cãi về sự hâm mộ mù quáng và vấn đề kỳ thị giới tính trên mạng hiện nay. Chỉ sau một ngày, chuyện Hương Giang Idol xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân khi tham gia chương trình truyền hình nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ fan, những người nổi tiếng cũng đưa ra quan điểm trái chiều về việc này. Phần lớn dân mạng tỏ ra bất bình cho nghệ sĩ Trung Dân và lên án hành động thiếu suy nghĩ từ Hương Giang Idol. Tuy nhiên, có lẽ sự việc ngày càng bị đẩy đi quá xa khi các ý kiến chỉ trích không dừng lại ở việc lỡ lời của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, câu chuyện binh vực thần tượng lại một lần nữa trở thành đề tài khiến mọi người tranh cãi. Fan mù quáng bảo vệ thần tượng. Cách đây vài năm, cơn bão cuồng thần tượng được nhiều người quan tâm khi làn sóng hâm mộ các nghệ sĩ Hàn Quốc đổ bộ. Đối tượng fan chính của các sao Hàn là những học sinh cấp 2, cấp 3. Không chỉ sẵn sàng khẩu chiến trên mạng xã hội, các bạn trẻ còn khóc lóc, thậm chí tự hủy hoại bản thân. Sự hâm mộ thái quá của một bộ phận người trẻ này từng trở thành đề tài nóng hổi trong suốt thời gian dài. Đối với nghệ sĩ Việt Nam, tuy mức độ cuồng thần tượng không mạnh mẽ đến vậy, song để bảo vệ người mình hâm mộ, các fan cũng bất chấp mọi lý lẽ, sẵn sàng cãi nhau đến cùng mỗi khi có tranh luận trên mạng. Điển hình là trường hợp của ca sĩ Hương Giang Idol. Ngay khi sự việc xảy ra, phần lớn fan đều phản ứng quyết liệt, cho rằng nghệ sĩ Trung Dân đang phóng đại vấn đề và nóng tính. Trong lúc nữ ca sĩ livestream xin lỗi, không ít người hâm mộ nhận định scandal lần này do tính chất hài hước của chương trình. Câu nói đó là đồ vui chứ không sai, đồng thời nói nghệ sĩ Trung Dân quá cố chấp. Khi Hương Giang Idol đang đứng giữa tâm bão dư luận, fan của cô vẫn quay sang đổ lỗi cho dân mạng khắt khe. Lẽ ra, nếu là người hâm mộ chân chính, việc họ nên làm là thẳng thắn nhìn nhận lỗi sai của thần tượng. Có nhiều cách để bảo vệ người mình yêu mến. Một fan thông minh, có văn hóa sẽ biết mình cần phải làm gì, nói gì hơn là tranh cãi vô lý trên mạng xã hội. Sự bênh vực một cách mù quáng bất chấp lý lẽ này vô tình lại khiến Hương Giang Idol bị chỉ trích nhiều hơn. Lôi giới tính ra chỉ trích đúng hay là sai? Ở một chiến tuyến khác, những người lên tiếng phê phán hành động của Hương Giang Idol không dừng ở câu nói của cô trong chương trình. Thay vào đó, họ lại mang giới tính của nữ ca sĩ ra để lên án. Một trong những bình luận thường thấy bên dưới bài đăng về sự việc Hương Giang xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân là thằng chuyển giới, BD hay các cụm từ chỉ trích về giới tính nặng nề nhất mà họ có thể nghĩ ra. Từ việc lên án một hành động thiếu suy nghĩ, nhiều dân mạng bắt đầu chuyển sang công kích cá nhân. Đối với họ, chuyện ai đúng ai sai, Hương Giang đã xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân hay chưa, dường như không còn quan trọng, bởi họ cho rằng việc Hương Giang chuyển giới vốn đã là một sai lầm. Để thỏa mãn sự ích kỷ và tư tưởng kỳ thị giới tính, không ít người bắt đầu tìm lại loạt ảnh trước đây. Các câu nói, những lần hớ hên của Hương Giang ra dè biểu, chế giễu. Trong sự việc lần này, nữ ca sĩ trẻ đã sai, tuy nhiên bên cạnh đó, cô cũng vô tình là nạn nhân của dân mạng. Liệu những người lo giới tính của một người ra để phán xét về nhân cách, họ có nhận ra rằng mình cũng đang có hành động kém văn minh? Trước đây, Hot Girl Xin HT cũng là điểm gây chú ý trên mạng sau sự cố nói Jessica, cựu thành viên nhóm SNSD chảnh. Sau đó, cô công khai xin lỗi lên trang cá nhân. Tuy nhiên, dường như điều này không khiến dư luận nguôi ngoai. Đến nay, khi sự việc đã qua hơn một tháng, nhiều người vẫn vào tận trang cá nhân của Hot Girl Hà Thành để ném đá. Bên cạnh việc lên án hành động của Xin HT, một bộ phận dân mạng bắt đầu chê bai ngoại hình. Họ dùng nhiều từ ngữ nặng nề để nói về một cô gái, thậm chí lấy từng bức ảnh cũ của chính X ra châm biếm và đăng lên nhiều diễn đàn. Sự việc này khiến Hot Girl phải tạm khóa trang cá nhân trong một khoảng thời gian. Đừng trở thành anh hùng bàn phím. Việc người hâm mộ Hương Giang Idol một cách mù quáng hay dư luận liên tục ném đá giới tính của nữ ca sĩ là những ví dụ điển hình cho các anh hùng bàn phím thời hiện đại. Thông qua mạng ảo, người ta tự cho mình quyền được phán xét, làm tổn thương người khác. Đặc biệt, điều đáng sợ nhất là tâm lý đám đông, khi nhiều người cho rằng việc cùng mạt sát miệt thị một người là đúng. Có phải chăng dân mạng đang tự biến mình thành người kém văn minh khi phê phán Hương Giang Idol vô văn hóa? Chắc hẳn khi lên tiếng nói lên câu chuyện này, nghệ sĩ Trung Dân cũng không mong muốn mọi người lấy danh nghĩa bênh vực cho anh để nói những điều tiêu cực. Hay về phía ca sĩ Hương Giang, hành động xin lỗi của cô dường như đang bị fan mù quáng làm cho lu mờ. Trước Trung Dân, Hương Giang Idol từng phát ngôn thế này với Khởi My, cũng trong game show, nghe mà sốc tận ốc. 2 năm trước, Hương Giang Idol đã từng khiến fan của Khởi My điên tiết vì một tai nạn vạ miệng.
Scandal vô lễ với nghệ sĩ gạo cội Trung Dân đang biến Hương Giang Idol thành nhân vật bị ghét nhất showbiz từ hôm qua tới giờ. Nhiều đồng nghiệp bày tỏ thái độ không vừa lòng ra mặt thông qua những status chê bai, chỉ trích nữ ca sĩ trên Facebook. Chưa hết, vì ồn ào lần này, cư dân mạng lại được dịp đào xới ra một sự việc khác cho thấy Hương Giang Idol từng có phát ngôn kém duyên với đàn chị hơn mình một tuổi là Khởi My. Đó là khi cả hai tham gia game show Lớp Học Vui Nhộn hồi đầu năm 2014. Hương Giang Idol xuất hiện trong tập 18 Lớp Học Vui Nhộn. Cụ thể, sau khi Khởi My phát biểu một đoạn tiếng Anh, giọng ca Em Không Hối Tiếc đã quay sang phán một câu xanh rờn với Hoàng Rapper rằng: "Con này tiếng Anh nó ngu gì đâu á." Có lẽ đây chỉ là một câu chê bai mang tính chất trêu đùa, nhưng Hương Giang Idol cũng đủ khiến fan của Khởi My điên tiết. Phản ứng điềm tĩnh của Khởi My sau khi bị Hương Giang Idol nói xoáy. Đây chỉ là vài chục trong số hơn 2,5 nghìn lượt bình luận ném đá Hương Giang Idol từ 2 năm trước. Trừ câu nói kém duyên, Hương Giang vẫn có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên Khởi My và những nhân vật còn lại. Cả hai người đẹp cũng từng nhiều lần tham gia game show cùng nhau. Từ gánh củi của mẹ, Khởi My đã làm gì để có được ngày hôm nay? Hiện tại, Khởi My đang là nữ ca sĩ có lượt theo dõi nhiều nhất trên Facebook, đồng thời cũng là một trong những nữ ca sĩ đắt xô của Vpop. Đã nhiều lần trong các bài phỏng vấn, Khởi My không giấu giếm quá khứ khổ cực của mình và mẹ. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ngày nhỏ, cô và mẹ đã phải chịu nhiều khổ cực vất vả. Nữ ca sĩ được mẹ nuôi lớn bằng những bó củi nhặt nhạnh và đem bán ở chợ Long Thành, Đồng Nai. Khởi My từng kể ngày đó, mỗi bó củi mẹ cô chỉ bán với giá 5.000 đồng. Cho đến năm 2007, trải qua một biến cố gia đình, Khởi My và mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp. Đó cũng là giai đoạn khó khăn nhất đối với Khởi My, vì sợ những cám dỗ nơi đô thành, cô đã tránh làm các việc liên quan đến nghệ thuật. Thế nhưng ngã rẽ cho con đường nghệ thuật của Khởi My là khi cô tham gia cuộc thi tiếng ca học đường và đoạt giải. Khi mới bước chân vào showbiz, Khởi My đã có những bản hit, đặc biệt là ca khúc Vì Sao cùng với Hoàng Rapper. Cộng thêm với vai trò làm MC cho một số chương trình dành cho giới trẻ, đã đưa Khởi My trở thành một nữ ca sĩ của cộng đồng mạng. Các ca khúc của Khởi My được bật ở nhiều nơi, nhưng hình ảnh và mức độ nổi tiếng của cô vẫn thua xa nhiều đồng nghiệp khác. Thế nên cho đến khi kỷ niệm 10 năm trong con đường ca hát của mình, Khởi My đã nghẹn ngào bật khóc khi cô vẫn bị xem là ca sĩ hội chợ trong mắt nhiều người. Các bài hát của cô bị đánh giá là nhạc thị trường và thường hát ở những sân khấu bình dân kiểu chuồng gà. Tuy nhiên, tôi không quan tâm cách nhìn của người khác về mình, bởi việc đi hát ở những sân khấu như vậy giúp tôi được đến gần hơn với nhiều đối tượng khán giả của mình, nữ ca sĩ nói. Chính nhờ những sân khấu chuồng gà này, Khởi My đã trở thành nữ ca sĩ âm thầm có lượng fan theo dõi nhiều nhất trên Facebook. Tính đến thời điểm này, Khởi My đã có tới 11 triệu lượt yêu thích, bỏ xa những nữ ca sĩ nổi tiếng khác như Mỹ Tâm, Hà Hồ và Minh Hằng. Không có ngoại hình nóng bỏng, Khởi My chinh phục khán giả bởi sự gần gũi, thân thiện, dễ thương và hoạt bát của mình. Điều này càng được chứng tỏ qua chương trình Gương Mặt Thân Quen mùa đầu tiên. Khi Khởi My đã trở thành quán quân, sự lanh lợi trong diễn xuất của nữ ca sĩ cùng với giọng ca ngọt ngào của cô đã là một phần lớn giúp Khởi My ghi điểm. Ít xuất hiện trên báo chí, ít tham gia các chương trình rầm rộ, Khởi My cứ chăm chỉ nhặt nhạnh trong suốt 10 năm sự nghiệp của mình. Từ cách xê 300.000 đồng đến hiện tại, Khởi My và mẹ đã mua được nhà tiền tỷ, ổn định cuộc sống thành phố Hồ Chí Minh. Đám hỏi bất ngờ của Khởi My và Kevin Khánh cũng khiến nhiều fan phải sốc, bởi hai người rất thân thiết, luôn xuất hiện cùng nhau trong nhiều show truyền hình, nhiều sự kiện. Nhưng mỗi lần hỏi đến, Khởi My luôn từ chối thừa nhận mối quan hệ giữa hai người và chỉ nói rằng cả hai là những người bạn thân thiết. Đám cưới giữa Khởi My và Kevin Khánh dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay. Cả hai đang lặn lội sang tận Hàn Quốc để chụp ảnh cưới. Những hình ảnh hậu trường buổi chụp ảnh cũng khiến các fan của nữ ca sĩ xôn xao. Cho đến hiện tại, dù đã chuẩn bị kết hôn, nhưng Khởi My vẫn giữ hình tượng nữ ca sĩ hát tuổi teen nổi tiếng nhất. Bố mẹ Trấn Thành nghẹn ngào vì con trai chịu nhiều áp lực dư luận. Hai đấng xưng thành của nam MC không giấu được sự xúc động khi lên sân khấu chia sẻ cùng con trai. Trấn Thành là một trong các nghệ sĩ biểu diễn trong Thay Lời Muốn Nói, phát sóng trực tiếp tối 14 tháng 5 tại nhà hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Anh thể hiện ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về, nam MC có giọng hát khá tình cảm. Bố mẹ Trấn Thành bí mật đến xem chương trình, họ nhiều lần xúc động khi con trai hát. Sau tiết mục, MC Quỳnh Hương mời bố mẹ Trấn Thành lên sân khấu. Mẹ của anh chia sẻ, ngày xưa mẹ không muốn con đi theo con đường nghệ thuật,
mẹ chỉ muốn con học thật giỏi, nhưng con vẫn thích theo đuổi nghệ thuật và đam mê. Cái đam mê mẹ thấy trong tim con từ bé, cuối cùng con cũng đi đến đích. Bà nhắn nhủ anh rằng con đường nghệ thuật rất khó khăn, nhiều khi phải vượt qua nhiều thử thách. Mỗi lần như vậy anh phải mạnh mẽ, biết lắng nghe và cố gắng hoàn thiện mình. Những bước chân con đi, lúc con buồn vui hay vấp ngã, mẹ luôn đứng bên cạnh và dõi theo. Đây là lần đầu tiên Trấn Thành tham dự một show trực tiếp kể từ sau ồn ào bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm sóng. Thời gian qua, anh chịu khá nhiều áp lực từ dư luận. Trấn Thành bộc bạch, khi theo nghề cuối cùng mình ngộ ra một điều là con đường nghệ thuật rất gian truân, nhưng đổi lại là hạnh phúc. Con chỉ muốn nói rằng mẹ hãy tin con của mẹ sẽ luôn luôn trưởng thành và không làm bố mẹ buồn. Trên sân khấu mẹ Trấn Thành rưng rưng, còn bố anh thì rơi nước mắt. Trấn Thành dí dỏm nói, tôi mít ướt là do di truyền.